Sáng ngày 17 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó cơn bão số 1 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ giờ đến chiều ngày 17 tháng 7, bão duy trì cường độ 11-12, sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu sẽ giảm 1-2 cấp, hướng về khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, xác suất 80%. Nhưng do hoàn lưu rộng nên ảnh hưởng tới cả Thanh Hóa, Nghệ An. Dự báo các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình sẽ có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sâu trong đất liền là cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều ngày 17 tháng 7, đất liền Bắc Bộ bắt đầu có dông lốc hoặc gió giật mạnh. Sáng mai các khu vực xa hơn như tỉnh Điện Biên cũng có thể xuất hiện dông lốc. Những khu vực sẽ chịu tác động của mưa lớn, gió mạnh ngày mai là các khu du lịch tại Hải Phòng, Quảng Ninh, các khu khai thác than, hầm lò ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, sân bay Cát Bi, sân bay Vân Đồn. Với nhận định bão số 1 nguy hiểm, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai báo cáo, các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản. Trong đó, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh, Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người. Về các giải pháp triển khai ứng phó cơn bão số 1, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc công điện ngày 16 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ, coi đó là kim chỉ nam để ứng phó bão. Mục tiêu là không để thiệt hại về người và giảm tối đa thiệt hại về tài sản. Vietnam Airlines vừa phải điều chỉnh lịch cất hạ cánh của nhiều chuyến bay quốc tế do ảnh hưởng của cơn bão số 1 Talim. Theo đó, các chuyến bay VN-592, VN-593 giữa Hà Nội và Hồng Kông, VN-594, VN-595 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Kông ngày 17 tháng 7 sẽ lùi giờ khởi hành 7 tiếng. Chuyến bay VN-430 từ Đà Nẵng đi sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc sẽ hạ cánh tại Incheon muộn 45 phút so với kế hoạch. Giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi. Chuyến bay VN-318 từ Đà Nẵng đi sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản sẽ hạ cánh tại Narita muộn 25 phút so với kế hoạch. Giờ khởi hành từ Đà Nẵng không đổi. Đại diện hãng cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 1 có thể kéo dài. Hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 cần thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Vietnam Airlines. Hãng sẽ triển khai các thủ tục hỗ trợ hành khách theo quy định hiện hành. Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện thu giữ số lượng lớn bình khí nghi là khí cười N2O trên một chiếc xe bán tải. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 15 tháng 7, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với đội cảnh sát kinh tế, công an huyện Chi Lăng đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô bán tải thì phát hiện trong xe có chứa 90 bình kim loại màu xanh, vàng, dạng khí, nghi vấn là khí N2O. Trong đó 80 bình loại 12kg một bình, 10 bình loại 18kg một bình. Toàn bộ số hàng hóa này không có nhãn mác, không có thông tin trên vỏ bình, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và các loại giấy tờ liên quan. Đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn và cơ quan chức năng địa phương đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên cùng chiếc xe ô tô chở hàng để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tin từ Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 19 giờ tối ngày 15 tháng 7, người dân xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên phát hiện một người phụ nữ 53 tuổi, chủ quán cà phê trên địa bàn, tử vong trong tình trạng lõa thể bên trong căn nhà bị khóa trái cửa. Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng 3 ngày, trên cơ thể có nhiều vết thương. Đồng thời, công an cũng nhận định hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân. Sau khi gây án, nghi phạm đã khóa trái cửa chính rồi bỏ trốn bằng lối cửa sau quán cà phê. Người dân cho biết nạn nhân có một người con gái đang sống ở nước ngoài. Hiện nạn nhân sống một mình và mở quán cà phê kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản khẩn về việc thực hiện chỉ thị 09 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý, chỉ thị 09.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, các quận huyện phổ biến chỉ thị 09 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ thị số 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nâng cao năng lực quản lý trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 1, nếu như tuần trước bệnh viện tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi mắc tay chân miệng cần nhập viện điều trị, thì trong tuần này lên đến hơn 200 ca. Bác sĩ Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm thần kinh cho biết, hầu như ngày nào cũng có trẻ phải đặt nội khí quản và chuyển xuống các khoa hồi sức. Bệnh tay chân miệng đang tiến sát đỉnh dịch, bệnh viện liên tục quá tải, bệnh nhi nhập viện phải nằm ghép 2-3 trẻ một giường. Các nhân viên y tế bệnh viện phải làm việc liên tục tăng ca cả ngày lẫn đêm. Riêng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện có 12 trẻ mắc tay chân miệng phải nằm hồi sức, trong đó có nhiều trẻ phải thở máy lọc máu. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, một tháng nay ngày nào khoa cũng có bệnh nhân chuyển độ từ 2A sang 2B hoặc đến độ 3. Khoa Nhi C có sức chứa 50 giường nhưng hiện tại đã có 40 ca bệnh độ 2A. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần qua thành phố ghi nhận 1.614 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 2,5 lần so với trung bình 4 tuần trước. Các quận huyện có số mắc tay chân miệng trên 100.000 dân tăng cao là quận Bình Tân, Tân Phú, quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh. Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kịch bản ứng phó gồm 3 cấp độ, thực hiện phân tầng điều trị với tầng cuối là các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện bệnh nhiệt đới. Sở Y tế đã phân công các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng Thành phố và bệnh viện bệnh nhiệt đới tiếp tục hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện thuộc tỉnh thành phố phía Nam về công tác điều trị bệnh tay chân miệng để xử trí kịp thời, hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong.